Phật Pháp ứng dụng. Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cư đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Vô cùng hạnh phúc và quan hỷ khi được cung đón tại đức giảng sư đã không từ khó nhọc từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi đã trả lời thỉnh cầu cô bác tổ chức khóa tu tại đức đã gác lại công việc phật sự của mình quan tâm trở về phật sự của phật viện để thuyết giảng trong buổi sáng hôm nay. Vậy xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể Phật gia trên pháp tòa đại đức Thích Nhất Tiến, ủy viên ban văn hóa trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì tu viện Tường Vân quận Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi đi vào đề giảng, cung thỉnh đại đức và thân mời toàn thể đạo tràng đoàn thiện phong giáo sư Hồ Chí Minh. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Long Diễn, kim chánh đại diện Phật giáo thị xã Vĩnh Long. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc quý Phật tử một ngày tu bát quan trai đem đến hạnh phúc an lạc giải thoát. A Di Đà Phật.
Này thầy có đến đây một lần thì nghe nói cái chương trình tu học là Bát Quan Trai. Thả đó thầy có nói chưa, tu học chương trình này nó hơi cổ điển đúng không? À, không, thì hôm nay thầy có duyên trở lại đây để cùng chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì đúng ra thượng tọa thì có mời từ năm rồi, nhưng mà thầy hứa là tức là không biết là năm nay sắp xếp có được hay không. Và thầy chọn những cái thời điểm là cuối năm, nhờ đó cũng là cái duyên lành thầy trò chúng ta có cơ hội để gặp gỡ nhau trong buổi tu học lần này của các vị. Thì xin thưa các vị, hôm nay tất cả chúng ta về chùa Long Viễn để làm gì? Để tu à. Rồi làm gì nữa? Nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Hả? Nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để tu, về tu để nghe pháp. Rồi hỏi nghe pháp để gì? Để tu. Chính vì chỗ đó cho nên là thật ra đó, mình gọi chung cho cái từ đó gọi là từ về đây để tu học. Và làm sao để giúp chúng ta nhận thức được sự tu học cho đúng pháp, để đem lợi ích an lạc thiết thực cho bản thân chúng ta. Có tu có học, đó là những cái điều mà chúng ta từng nói. Nhưng mà làm sao để tu học đúng pháp, hoặc thậm chí là có những người Phật tử rất hăng say tu hành nhưng mà lại thiếu điều kiện học tập, cho nên vì vậy không đem đến sự an lạc giải thoát thật sự cho bản thân người đó. Cho nên để có một lợi ích thiết thực cho tự thân của mỗi người Phật tử chúng ta khi dành thời giờ cho việc tu học, và thậm chí cả đời chúng ta cống hiến và đóng góp cho sự tu học và đạo pháp, thì đề tài thầy xin chia sẻ với các vị hôm nay để mở rộng đường suy tư cho các vị, đó là đề tài tu học. A Di Đà Phật. Đề tài này nghe có quen không? Mới bước vào cửa chùa là đã biết vấn đề tu học. Nhưng mà để gọi là tu học như thế nào để đúng pháp, thì thật ra đây là một câu hỏi nan giải cho mỗi chúng ta. Tự thân bản thân chúng tôi thấy nhiều Phật tử rất là tính tâm, tu hành rất là tinh tấn, có nghĩa là về mặt thể hiện, về mặt hình thức thấy rất là tinh tấn, nhưng tại sao người đó không có an lạc? Và có những người tu hành càng tinh tấn thì lại thấy họ càng cao có, càng kiêu ngạo, càng thể hiện sự không giải thoát trong bản thân của họ. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và có một câu trả lời cho xác đáng về điều này. Xin thưa các vị, có những người Phật tử cả đời về chùa, công quả siêng năng, làm việc và bái sám rất là thành khẩn, làm việc rất là cần mẫn, coi như là việc công phu công quả rất là tốt. Nhưng mà cái đó các vị có thấy rằng họ có phải thật sự là họ tu chưa? Hả? Tu chưa? Tu nhưng mà chưa có đúng lắm. Cái đó nó thể hiện sự công quả một cách rất là hăng say và hành lễ rất là tốt thôi. Còn để gọi là tu nó là một vấn đề khác nữa. Dĩ nhiên trong hành động đó cũng tạo ra mình phước báo đó. Nhưng mà nếu không, nó chỉ là đơn thuần như một phước báo mà mình đem sức lực của mình ra mình cống hiến mà thôi. Có những người ăn chay cho thật sự khắc khổ và ăn mặc rách rưới, thậm chí là tàn tạ, và ép uổng thân xác của mình như vậy để mình thấy đó là sự tu. Và sự thật, nếu các vị từng học Phật và nhìn, cái đó có phải là tu chưa? Ăn chay kêu bằng ăn với muối, ăn với chuối rồi vậy thôi, không dám ăn nước tương, không dám ăn bánh mì, rồi thậm chí không dám ăn những món khác này kia. Mình thậm chí là khắc khổ như vậy, thì cái đó nó mang tính cách làm một việc rất là lạ mắt trong thiên hạ, và có tính cách như giống như đài đọa bản thân mình. Còn việc tu học, điều đó cũng chưa khẳng định là thật sự tu. Có một câu chuyện thiền mà tôi thấy rằng á, là để nói cho chúng ta cảnh báo về điều này. Câu chuyện thiền nói là có một vị này là một Phật tử cư sĩ ăn chay rất là tốt,
Cho nên khi gặp những vị sư mà ăn mặn á, thì không có kính trọng. Cho nên một hôm có vị sư này, họ không phải là ăn chay, cho nên là Phật tử này ăn chay, khi gặp rồi không có bái, không có chào. Thì ông sư này mới nói một câu: cái bụng nó chỉ mới chứa có một đống rau thôi mà nó ngã mạng như thế, mê này nó thành Phật ai mà chịu nổi nữa. Cái câu này nó nói lên chúng ta điều gì? Chúng ta ăn chay đó nhưng mà chưa hẳn là chúng ta tu. Bởi vì thật nghĩa của chữ tu, ăn chay cũng là tu nhưng mà chưa có phải là đúng với cái nghĩa của chữ tu. Hành lễ bái sám cũng là tu nhưng mà chưa đúng nghĩa của chữ tu. Nếu trong quá trình hành lễ tu hành tất cả mọi thứ mà chưa chuyển hóa được phiền não, ngã mạn, tham sân si ít nhiều trong lòng chúng ta, thì hành lễ ăn chay suốt đời cũng không giúp chúng ta giải thoát. Tôi nói thẳng 100% như vậy. Tất cả những sự hành lễ bái sám, ăn mặc rách rưới, khổ hạnh như thế, nhưng mà trong lòng chúng ta tự cao, ngã mạn, phiền não, chấp thủ tất cả mọi thứ đó vẫn không thay đổi trong lòng chúng ta, thì làm cho mạt sát cả cuộc đời cũng không giúp chúng ta giải thoát. Quá chăng có một phần phước báo nào trong quá trình vận dụng tu hành của chúng ta? Điều này là điều tất cả các vị cần phải để ý. Cho nên các vị nên nhớ, có một số vị khi đi vào trong chùa, họ nói: bạch thầy, con lớn tuổi rồi cho nên là con về chùa con chỉ tu thôi, con không có học. Hoặc có những người xuất gia cảm thấy thôi bây giờ con học không có nổi, con ngán lắm, rồi con về con lo con tu hành, con tìm cầu giải thoát chứ học để làm gì. Thật ra những câu nói này nghe một cách phương diện nào đó là dường như đúng, nhưng mà nếu bất cứ một ai đến với đạo tu học theo Phật pháp mà nói bằng câu đó thì người đó không biết mình đang làm gì. Người đó nói một câu hết sức là nông nổi, và thật sự suốt đời này người đó không bao giờ giác ngộ giải thoát được bằng những cái lời như thế. Nếu có một quan niệm như thế để bước đến đời sống tu hành trong chùa hay là đối với chúng ta trên con đường học Phật pháp hay là con đường tu theo Phật pháp dứt phát, người đó không bao giờ có kết quả. Điều đó là điều đương nhiên. Ở đây tôi nói các vị đừng ngỡ ngàng cho những gì tôi nói ngày hôm nay. Tôi sẽ phân tích từng phần để giúp cho tất cả các vị hiểu được cái tầm quan trọng tại sao việc tu cần phải có học, mà người ta gắn liền một cái câu đó là tu học. Chúng ta nên nhớ rằng giác ngộ giải thoát là con đường tối ưu nhất trong Phật giáo. Tu hành để tìm con đường giác ngộ giải thoát là điều này là điều mà quan trọng nhất. Điều này là không còn cái vấn đề để biện giải gì vấn đề này nữa. Nhưng mà để được những vấn đề này không phải là chúng ta nói bằng cái cửa miệng như vậy là để được. Và muốn được giải thoát giác ngộ không phải là chuyện đơn giản như chúng ta nói. Cho nên để gọi là tu để đem đến giác ngộ, tôi cho đó là con đường tối ưu. Nhưng con đường đó không phải là con đường của tất cả chúng ta. Con đường đó chỉ là nằm trong một cái giới hạn nào đó rất mong manh, rất nhỏ trong một số lượng vô số người của chúng ta mà thôi. Vì vậy cho nên là học không phải là con đường tối ưu trong Phật giáo. Tìm hiểu, nghe pháp, học theo lời Phật dạy hay là nghiên cứu sưu tầm không phải là con đường tối ưu trong Phật giáo. Nó là con đường thứ hai trong Phật giáo, mà nó là một con đường thứ hai nhưng mà vô cùng quan trọng cho chúng ta trong cái phương diện để giới thiệu đạo Phật hay đưa đạo Phật vào đời. Và tôi nói rằng nếu muốn tìm sự giác ngộ giải thoát thì học vấn là một trong những điều để giúp chúng ta căn bản trên con đường nhận thức để tu hành trên lộ trình giải thoát trong thời này là không có cách nào khác. Cho nên ở đây dù là xuất gia hay dù là cư sĩ, nếu không học thì đừng nói đến chữ tu. Tôi nói cho các vị hiểu luôn, tất cả những người xuất gia hay là người cư sĩ, nếu không nói đến chữ học, trong đây học bao gồm cả nghe pháp, cả đọc kinh, cả nghiên cứu, cả sưu tầm, cả tư vấn, tham vấn với các vị hòa thượng, những bậc chân tu, hay là có những pháp hội để học như thế này, hay là học từ trường lớp, hay là tự thân học hỏi. Tất cả những cái này nếu gọi là tu mà không có qua quá trình này thì đừng nói đến chữ tu, và người đó đừng nói chữ giải thoát trong tôi.
Tôi xin thưa thật với các vị như vậy. Hòa thượng Khánh Anh ngày xưa Ngài đã từng nói một câu: học mà không tu thì học mà không tu thì ở đây còn có một người còn nhớ: học mà không tu như đại sách, mà tu mà không học như tu mù. Những bậc tổ thầy của chúng ta đã từng nói như thế. Đó là cả một cái quá trình kinh nghiệm, công phu tu tập của những vị đó, không phải một cái lời nói đơn giản như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có thấy rằng tu là rất là dễ. Tôi không có nói là tu là khó. Vô số người cùng biết Phật Pháp, cùng tu, nhưng mà để gọi là đạt được mục đích của chữ tu, hoặc có sự an lạc trong tu, hoặc có sự giải trừ phiền não trong quá trình tu hành, cái này đếm trên đầu ngón tay. Còn để gọi là công phu bái sám, lễ bái công quả, tất cả ai cũng làm được, dường như người nào cũng làm được. Nhưng để đem đến cái thành quả của chữ tu này, đếm trên đầu ngón tay. Có những người công quả rất là nhiệt tình với Phật Pháp, nhưng mà đụng chuyện cái phiền não nổi lên, đúng không? Mình là những người công quả ở chùa, đôi khi lâu năm còn ra cái vẻ là ma cũ hiếp ma mới vậy chứ, đúng không? Ở chùa lâu năm ai đến cái mình cũng có quay chứ. Tôi ở chùa giàu sống lâu hơn, đúng không? Công quả lâu hơn, cho nên những người khác đến mới phải lệ thuộc vào tôi thế này thế kia. Rồi nói tôi ở chùa lâu năm quá mà thầy trụ trì lỡ có những lời gì rầy hay xích mích chạm tự ái. Thôi ở đây tôi ở với ổng cống hiến mấy chục năm, tới giờ ổng nói chuyện tôi câu khó nghe, thôi tôi đi kiếm chùa khác này kia. Tất cả những cái đó tại sao chúng ta không thể hiện được cái tu? Như vậy mấy chục năm công quả nhưng mà chưa hẳn là tu. Công quả để kiếm phước đó, lên bàn Phật, quét bàn Phật, lau chùa, tất cả mọi thứ, rửa chén, rồi bái sám giờ giấc công phu, không có thất thoát giờ nào. Nhưng mà tại sao những tập khí phiền não, những suy tư, những ngã mạn, những cố chấp, những cái này cái kia sau của mình thậm chí nó không bớt mà nó dày lên nữa? Cái này là đôi khi cần phải suy nghĩ lại. Không, có những người chưa ăn chay thì không sao, tới ăn chay ngã mạn, gặp người nào ăn chay ăn bánh mì, cái nào ăn bánh mì, ăn chay ăn bánh mì không sao, bánh mì có trứng. Tôi bị rồi, ngày xưa tôi bị, mười mấy hai mươi năm về trước tôi có gặp một cái bà đó. Bà gặp mấy thầy ăn chay ăn bánh mì, bà nói ý ăn chay ăn bánh mì. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói bánh mì có trứng. Cái hồi bà thấy mấy ông thầy ăn nước tương, bà nói ý ăn chay ăn nước tương. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói nước tương có xương bò. Vậy tôi hỏi bà ăn chay bà ăn với cái gì? Bà nói tôi ăn chay ăn với muối. Vậy tôi hỏi một tháng bà ăn được mấy ngày? Bà nói không, một năm tôi ăn ngay ngày mùng một Tết. Các vị biết cái máu của tôi mà ngấy cái này nó khó chịu lắm. Tôi không thích những cái tà kiến như vậy mà còn lại là kiêu ngạo, đúng không? Chính bản thân tôi bị nè, chứ đừng nói là người khác. Cho nên sau này trong những bài giảng về ăn chay, tôi có nói vấn đề là trứng công nghiệp á, về nghe lại cái này. Tôi có nói rằng tất cả các vị ăn chay mà trứng công nghiệp có bao nhiêu để hết đầu tôi. Còn cái này trong dịp khác tôi sẽ trình bày, không phải là việc trình bày hôm nay với các vị. Cho nên ở đây ăn bằng một cách tà kiến như vậy, và có quan điểm là mỗi một năm ngày mùng 1 Tết là ngày đầu năm, cho nên bà tưởng là ăn ngày mùng 1 có nghĩa là cả năm bà ăn chay, cho nên ngày đó bà ăn cho thiệt sạch, còn những ngày khác bà cố sát đủ loại. Cho nên tôi không thích một đạo Phật tà kiến như thế, do không học mà tạo ra những cái con người như thế, những quan niệm lệch lạc và như vậy. Và đạo Phật như vậy là sẽ chết giữa cuộc đời này, và không có một ý nghĩa và giá trị gì cho bất cứ một ai trên cuộc đời này. Tôi nói cho các vị biết như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó mà sư cụ Khánh Anh ngày xưa là từng nói là học mà không tu như đại đựng sách, mà tu không học như tu mù. Điều này điều đương nhiên. Nếu mà học không tu có nghĩa là cái người này học quá nhiều mà không có tu thì giống như đại đựng sách, có nghĩa là biết tất cả nhưng mà không có giá trị. Giống như người ăn nhiều thức ăn ngon mà không tiêu hóa thì thức ăn đó có ý nghĩa không? Không. Các vị ăn cho dù cao lương mỹ vị, tất cả mọi thứ ăn quá trời mà không tiêu hóa được thì các vị sẽ bị bệnh, các vị sẽ bị trúng thực, thậm chí vì ăn đó mà chết, có thể vậy không? Như vậy
một người học quá nhiều Phật pháp mà chưa bao giờ vận dụng tu hành thì cái đó nó cũng không có ý nghĩa gì trên lộ trình giải thoát. Cho nên những người học mà thiếu tu thì nói lời giải thoát mà tâm không có giải thoát. Và vì chỗ đó cho nên Hòa Thượng Thiền Tâm mới dạy trong một quyển Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng có nói câu sao: đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, là chỗ này. Cái miệng nói đủ thứ, làm như thế, nhưng mà bản thân chúng ta tâm chưa xa lìa, tâm chưa rời tất cả những dính mắc cố chấp ngã ái bám víu đó, tất cả mọi thứ thì cũng không có ý nghĩa và giá trị gì. Cho nên cái câu này rất là thâm sâu. Học mà không tu là như đãi đựng sách. Như vậy cái đãi đựng sách nó có hiểu biết gì về cái cuốn sách là cái gì không? Không. Thì chúng ta nói pháp mà chưa bao giờ ứng dụng, chưa bao giờ tu tập thì cũng đâu bao giờ cảm nhận được giá trị của chánh pháp, và chúng ta đâu bao giờ giải thoát an lạc được. Cái này là đương nhiên như vậy. Cho nên cái việc mà học tu là những cái việc này rất đơn giản, rất gần gũi, ai cũng biết, nhưng mà cần phải thẩm sâu về việc này mới đem đến kết quả cho chúng ta. Không khéo cả một đời hy sinh cho chuyện tu tập, cả một đời hy sinh cho Phật pháp mà chấp nhận sự thiệt thòi của bản thân mà không đem đến lợi ích gì thì quá đáng tiếc cho một người đã dành cả đời cho sự dấn thân và tu học đó. Cho nên mà ngược lại là tu mà không học như tu mù. Cái câu này nó làm cho cái chúng ta hai vế nó bổ sung với nhau. Học mà không tu thì như đãi đựng sách, mà tu không học như tu mù. Có nghĩa là tu mà không biết về Phật pháp gì chăng, giống như nãy giờ tôi nói các vị đó, cứ là lòng tin vào Phật, mình nghĩ hành động đó mình có phước, mình nghĩ hành động đó là sẽ là phước báo nhiều gì đó, để sau khi chết mình được cái gì đó, bằng niềm tin và tưởng tượng như vậy thì cứ dúi đầu vào làm, cứ hy sinh mà làm, mà làm một cách không có trí tuệ, làm bằng một cái cách rất là thí như vậy, mà không hiểu biết, không phân tích, không nhận thức được rất rõ giá trị mình đang làm là gì. Thành ra chính cái chỗ đó tu mà không học như tu mù. Mà chuyện này đâu có xa gì. Cách đây mấy tháng có cô này ở quận 6, cô đến cô cầu xin tôi là xin thầy quan hỷ để giúp con một việc, mà thầy phải quan hỷ đến tận nhà con mới được. Tôi hỏi chuyện gì. Cô nói cổ có một bà mẹ xưa nay là tu hành rất là tinh tấn, bà tu theo một cái pháp gì đó mà không biết, nhưng mà bà tu một thời gian, bây giờ bà nói bà thành tiên. Cho nên là bà không tin gì nữa cả, không nghe pháp, không đi cửa, tối ngày bà nói nhảm hoài. Cả gia đình khuyên hoài không nghe, bà nói tao là tiên rồi, không ai hơn nữa được cả. Mà gia đình cảm thấy rằng bà miệng bà nói tiên, mà gia đình cảm thấy bà bị khùng. Cho nên bây giờ nhờ tôi đến phân tích để giúp đỡ giùm cho thật sự trong gia đình giờ không khuyên bà được. Bà tại vì bà tự cho bà là tiên rồi, thành ra mấy ngàn phàm, thành ra nói gì cũng bậy chứ, nói gì cũng không đúng, thành ra không nghe ai nữa cả. Rồi tối ngày nói tiên thiên bà độ mạng, nhảm nhí như vậy. Mà thật ra quá trình trước đó bà tu hành rất miệt mài, ngày đêm tu hành như thế để cuối cùng trở thành người khùng như vậy. Các vị có thấy đáng tiếc hay không? Như vậy cái đó từ chỗ nào mà ra? Từ một chỗ tu tập mà không hiểu biết, không có học hành, không có người hướng dẫn đến nơi đến chốn, chúng ta trở thành nạn nhân của những phương pháp tu mù. Và vì vậy một đời người ta không có tu mà người ta cũng biết trắng đen phải trái, rồi sống trong cuộc đời cũng có vui buồn lẫn lộn. Còn cuộc đời mình hy sinh cho chuyện tu hành để cuối cùng không biết đúng sai, trắng đen phải trái, và thậm chí còn không biết mình là ai. Như vậy điều này rất đáng thương. Nói lên như vậy để nỗi lòng của tôi cảm thấy rằng tôi rất là bùi ngùi và xúc động trước những người dành thời gian tu tập mà lại thiếu người hướng dẫn. Thậm chí có những người hướng dẫn tà kiến, do không tu học đúng pháp, rồi hướng dẫn người lệch lạc sai lầm, để đem đến một cái hậu quả như vậy. Trách nhiệm của những người hướng dẫn cũng không nhỏ. Vì vậy cho nên các Phật tử cần phải để ý rất rõ về việc này. Tu và học là những cái song hành với nhau. Cho nên từ đầu tôi đã nói với các vị, không có học đừng nói với tôi chữ tu. Không nghiên cứu, không học tập, không nghe pháp, không có thưa hỏi với các bậc thầy đạo cao đức trọng thì đừng nói đến chữ tu làm gì mất công. Tất cả những cái đó là một hình thức nào đó, một sự gượng ép nào đó. Cho nên có những người tu mà không có an lạc, càng thấy tu càng thấy cảm thấy người đó càng cao có, càng thấy tu cảm thấy người đó càng ngã mạn, cảm thấy tu cảm thấy người đó càng cách ly với mọi người.
Chưa tu thì gia đình còn đầm ấm vui vẻ hòa hợp, tu một thời gian con cái nó tránh xa trơn rồi, sợ quá mà. Như vậy sao mình không xét lại là mình tu có đúng pháp hay không? Tại sao mình không tu chuyện này nó lại là tốt đẹp như vậy, tới mình tu mọi việc nó đầu đổ vỡ như vậy? Sao mình xác định được rằng mình tu có đúng pháp hay không để mọi việc nó như vậy? Đúng ra mình tu mọi việc nó cải thiện, nó khắc phục tốt đẹp hơn mới đúng chứ. Bây giờ tôi nói trên căn bản, các vị Phật tử, kể từ khi chúng ta biết nghe pháp, có tu hành, các vị có thấy rằng mình hạnh phúc và an lạc hơn không? Chắc chắn không? Chắc chắn như vậy. Điều này là điều đương nhiên. Nhưng mà có những người nói là từ khi con tu hành tới giờ con toàn là đau khổ không, thì vấn đề này phải xét lại. Có phải tu hay không mới là quan trọng, hay là ứng dụng một cách lệch lạc bằng những niềm tin tà kiến mê tín nào đó, nó lại là một vấn đề khác. À, cho nên tôi nhớ Tổ Liễu Quán có dạy một câu rất là hay: học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Đây là câu của Tổ. Như vậy Tổ cho chúng ta thấy điều gì? Học mà không tu thêm lớn tà kiến, có nghĩa là học quá nhiều mà không có ứng dụng. Giống như nãy tôi nói với các vị mà ăn không có tiêu hóa. Như vậy thì một người hoàn toàn cái hiểu biết của chúng ta do các sở học đem lại mà chưa bao giờ ứng dụng, thì chính cái chỗ đó nó làm cho chúng ta tăng thêm cái vấn đề kiến thức thế gian, gọi là thế trí biện thông. Tức là chúng ta hoàn toàn chúng ta hiểu biết và lý giải những điều mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, nhưng mà chúng ta không ứng dụng tu hành. Cái điều này cũng giống như ngài A Nan ngày xưa. Khi ngài A Nan bị nạn ma đăng già, chút nữa là bị phá giới thể, nhưng mà may mắn nhờ Văn Thù Sư Lợi đến kịp thời để tụng năm đề lăng nghiêm để cứu ngài A Nan quay trở về. Khi ngài A Nan quay trở về gặp Phật, ngồi khóc bù lu bù la với Phật như một đứa trẻ như thế. Phật hỏi sao vậy? A Nan lúc đó mới tâm sự, nói là một bén một chút nữa mà ngài Văn Thù mà không đến cứu con kịp là con hết gặp Đức Thế Tôn luôn rồi. Rồi ngài A Nan mới kể, ngài A Nan mới nói rằng: con tưởng rằng con là người đa văn đệ nhất, nghe một hiểu mười, học một biết mười như vậy, con nghĩ con sẽ được giải thoát, và đồng thời con là người em của Phật, cho nên sự giải thoát của Đức Phật ít nhiều sẽ làm giúp cho con giải thoát theo. Chứ đâu có ngờ ngày hôm nay mà khi con bị nạn ma đăng già, con mới biết rằng sở học chưa giúp con người giải thoát. Ngài A Nan lúc đó mới nói lên những lời thật lòng của mình. Cho nên ngài A Nan hiểu biết tất cả, nhưng mà ngài A Nan bằng sự đa văn thôi, chứ chưa phải là một người ứng dụng dụng công để đắc quả A-la-hán như các thánh đệ tử của Đức Phật. Vì vậy cho nên còn rất nhiều phiền não, còn hữu lậu, cho nên những tập khí phiền não này nó lôi kéo cho chúng ta con đường nhiễm trần, đó là chuyện đương nhiên. Vì vậy cho nên ngài A Nan đã tự thú nhận ra rằng con học mà con chưa vận dụng tu hành, cho nên mới bị cái nạn ma đăng già. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những bậc thánh giả ngày xưa cho chúng ta quá nhiều kinh nghiệm để chúng ta biết được. Cho nên học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Biết nhiều đôi khi kiêu ngạo, biết nhiều đôi khi nó bị kiến chấp làm mê mờ tâm trí mà không có lối vào trong Phật Pháp, không có lối vào chân tâm Phật tánh. Nhưng mà bây giờ ngược lại Tổ mới nói lại chúng ta một câu là: học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, mà tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Có nghĩa là làm bậy không vô minh sao được. Tu mà không hiểu cho nên là khắc khổ nè. Giống như ngày xưa Đức Phật chúng ta tu khổ hạnh. Đức Phật là mỗi một ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo. Cuối cùng cái thân mà còn da bọc xương mà Đức Phật không thấy đạo. Chúng ta bây giờ chúng ta tu hành, cái chúng ta ăn với chuối, ăn với muối này kia, ăn khắc khổ, cái chúng ta nghĩ rằng sao? Sau bữa ăn này mình được nhiều công đức. Có nghĩa là người nào đài đọa bản thân nhiều chừng nào thì người ta sẽ cảm thấy rằng sự đài đó để người ta được nhiều công đức chừng đó. Cho nên nó mới có bài ra những cái người là ăn rau không gọi là ông đạo rau, rồi ăn trái cây không gọi là ông đạo dừa gì đó. Tất cả những cái này từ những tín ngưỡng tập quán nó mới có ra những cái mà vấn đề đó như vậy. Nhưng mà đây là những con đường của Đức Phật ngày xưa từng sai lầm. Bởi vì những sự khổ hạnh đó đem đến được gì cho chúng ta?
và khổ hạnh đó đem đến lợi ích gì cho chúng sanh? Không có lợi ích gì cả. Đó chỉ là những cái tăng thêm sự hiếu kỳ của chúng sinh mà thôi. Cho nên Đức Phật nhận được ra rằng đó là con đường tà kiến và sai lầm của mình. Cho nên Đức Phật mới quay trở lại con đường trung đạo, mới nhận cái bát sữa của nàng Sujata. Khi Đức Phật uống bát sữa của nàng Sujata thì năm anh em Kiều Trần Như từ bỏ Đức Phật đi về cái vườn Varanasi, tức là Ba La Nại, từ bỏ Đức Phật để về đó tu hành. Bởi vì cho rằng Đức Phật đã quay lại với cuộc sống hưởng thụ, quay với cuộc sống của dục lạc thế gian, Đức Phật không còn xứng đáng với một người khổ hạnh đàn anh trong cái nhóm tu khổ hạnh này nữa. Như vậy các vị thấy rằng tất cả những người tu khổ hạnh ngày xưa đề cao Đức Phật là một người khổ hạnh đệ nhất là tại sao? Ngài thực hành những điều mà các anh em khác không làm nổi như Ngài, nhưng mà cuối cùng trở thành một da bọc xương bén chết bên bờ sông Ni Liên Tiền mà không đem lại kết quả nào. Và Đức Phật cho đó là con đường tà kiến. Bây giờ chúng ta ăn chay ăn cho khắc khổ, nghĩ được nhiều công đức, chúng ta có phải là đi lại con đường tà kiến như Đức Phật ngày xưa từng gặp phải hay không? Nhưng mà chúng ta ăn có bằng Đức Phật không? Đức Phật ăn như vậy mà còn chưa thành Phật nổi, mà chúng ta ăn như thế này, cho dù ăn với chuối với muối chúng ta cũng không thể nào mà sánh bì với Đức Phật, thì sao thành nổi? Cái đó thành ma nó sớm một chút, tại vì ăn nó không có đủ dưỡng chất cho nó chết sớm. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy rằng những cái tà kiến như vậy đừng bao giờ nằm trong đạo Phật. Chúng ta ăn không được cái này ăn cái khác, hoặc là chúng ta cảm thấy rằng ăn như vậy mà chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng cơ thể thì chúng ta cứ ăn, nhưng mà có quan niệm ăn như vậy để được nhiều công đức sau bữa ăn, đó là sai lầm. Mục đích và ý nghĩa ăn như thế nào, các vị tìm lại cái bài ăn chay ăn mặn, ăn chay sức khỏe và môi trường, và vì sao tôi ăn chay, điều này thầy đã nói rõ. Như vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy những điều mà thầy vừa nêu ra cho tất cả các vị, cái học mà không tu nó cũng không đem lại lợi ích cho chúng ta. Hiểu biết chỉ nói không à, không có đem lại thực hành. Và vì vậy chính cái chỗ mà nếu người chỉ biết nói mà không có ứng dụng thực hành, thì theo lời dạy của Tổ Huệ Năng, Ngài đã từng dạy, đó là tông đồ của hàng tri giải, tức là hàng học trò của những người chỉ biết hiểu nói thôi chứ không có thực hành. Đây là Tổ Huệ Năng cũng phê bình, Ngài cũng chê. Nhưng mà nếu chúng ta có học có tu, đó là điều hoàn thiện như một con người có đủ một đôi chân. Con người có một chân đi được không? Được, nhưng đi không bằng ai, mà đi không, nó không giống ai, có phải không? Nhưng mà khi con người có đủ một đôi chân, có nghĩa là không còn khập khiễng nữa, đi một cách rất vững vàng, vững chãi, và đi một cách rất là khoan thai, và đi từng bước một. Như vậy thì ở đây một con người có đủ đôi chân có nghĩa là kiện toàn. Và nếu như vậy, sự kiện toàn này nó được các bậc tổ khen ngợi, tâm thông và thuyết thông như mặt trời trong không, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tông, là chỗ này. Tức là có tu và có học, tâm thông và thuyết thông, tức là thông về tâm, tức là có tu, thuyết thông là có học mới nói thông được. Tâm thông và thuyết thông như mặt trời trong không, tức là nó tỏa sáng như mặt trời mà nó không bị mây che vậy đó. Chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tông, thì cái này của thiền tông, tức là truyền pháp con người để giới thiệu, để giảng dạy cho con người cái pháp thấy tánh, tức là phải tu để đạt ngộ. Ra đời phá tà tông là bước ra hoằng pháp lợi sanh, là dẹp hết tất cả những tà kiến mê lầm. Như vậy một người có tu mà phải có học mới có thể đem chánh pháp truyền bá cho mọi người được. Một người có tu và có học mới có cái sở ngộ đúng pháp được. Cái học nó giúp cho chúng ta tu cho đúng pháp, và nhờ cái học để giúp ta giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người, là một phương tiện hữu hiệu nhất trong lịch sử truyền bá Phật giáo. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất rõ, đạo Phật chúng ta có những năm tháng gần như bị mai một. Cả một quá trình dài, đạo Phật chúng ta mấy mươi năm tăng ni dốt học, không có trường lớp, chỉ có một vài vị tôn túc hòa thượng tự nghiên cứu, thì cũng có một vài ánh sáng le lói, nhưng mà chưa đủ để bao trùm hết tất cả mọi nơi trên đất nước này. Vì vậy phần lớn tất cả các thầy ở các chùa, phần lớn là những thầy tu lâu ác hẳn lên sư cụ, có nghĩa là tin tưởng Phật pháp, rồi có niềm tin, rồi sống lâu ngày trong chùa, rồi thầy tổ qua đời giao lại,
rồi chúng ta thừa kế như vậy, rồi chúng ta cứ giữ chùa như giữ cái hương quả. Vì vậy chúng ta chịu thiệt thòi, thiệt thòi bởi những tôn giáo khác nó lấn át, thiệt thòi bởi những lời tà thuyết du dơ của người ta, mà mình không biết đường để bảo vệ cho Phật tử mình, bảo vệ cho chánh pháp mình, để hướng dẫn cho Phật tử mình đi đúng, để bị người khác vẽ vời bằng bậy bạ như vậy, cuối cùng từ một con đường đúng đắn trở nên một sự biến cách vẽ vời của những kẻ xấu, mà làm tổn thương đến đạo Phật cho chúng ta. Chúng ta đã một thời chịu thiệt thòi về điều đó. May mắn trong Phật giáo Việt Nam chúng ta, những năm gần đây, chư tôn hòa thượng, những bậc lãnh đạo giáo hội nhận ra được cái khuyết này trong Phật giáo, mở trường lớp kịp thời để có những số lượng tăng ni được học hành bài bản đàng hoàng, có tu có học từ những các bậc thầy chân chính và mô phạm, để góp một phần thay đổi cái cục diện của Phật giáo trong những cái quan niệm lệch lạc và tà kiến của những người thiếu hiểu biết, và có những người có thành kiến về đạo Phật bằng một góc độ nào đó. Đây là cái điều may mắn cho chúng ta. Xin thưa thật với các vị, tôi mong rằng đạo Phật chúng ta phải thoát khỏi một cái quan niệm lệch lạc từ ngàn xưa. Có những vị thầy không cho đệ tử đi học. Đệ tử xin đi học, cái quý thầy nói: tôi đâu có học đâu, tôi cũng vừa gầy dựng được cái chùa, tôi cũng lãnh đạo được như vậy như vậy, cần gì đi học, lo tu đi, có cơm có gạo ăn chứ mắc gì lo. Những quan niệm cục bộ và thiếu trí tuệ như thế này đã đẩy đạo Phật đi vào con đường cùng. Nếu chúng ta có một quan niệm như vậy, chúng ta là một người thầy, nếu chúng ta không có điều kiện học tập thì đệ tử chúng ta phải tạo điều kiện cho đệ tử học mới đúng. Còn cái này có những người có đệ tử xin đi học, mấy thầy không cho. Thậm chí có những mấy thầy là nói là đệ tử nó học mai mốt về nó hiểu biết hơn mình, nó ngã mạng. Đây là một quan điểm cục bộ nữa. Chừng nào ngã mạng là cái lỗi của nó. Nó ăn học như vậy mà nó về ngã mạng thì nó không xứng đáng, đó là chuyện của nó. Nhưng mà trước mắt chúng ta có cho nó học hay không cái đã. Một vị thầy mà làm cho con đường phát triển học tu của đệ tử bị giới hạn như vậy là vị thầy thiếu trách nhiệm. Cho nên ở đây phải tạo điều kiện tốt nhất cho đệ tử tu học. Không có mang cái nghĩa là nó phải giống mình, mấy mươi năm về trước mình lại khác, điều kiện học tu lúc đó chưa có, trường lớp lúc đó chưa có, thì buộc lòng phải chấp nhận như vậy thôi. Và đồng thời nó có một cái giai đoạn là thời điểm đó phần lớn là chúng ta còn thuần chất về lòng tin Phật Pháp, chưa có sự tín ngưỡng đa dạng và phức tạp như ngày hôm nay. Ngày hôm nay tín ngưỡng nó rất là phức tạp, những cái tôn giáo khác du nhập vào đây, những cái học thuyết khác nó du nhập vào đây. Tất cả những điều này người ta bắt đầu so sánh giữa đạo Phật và các cái khác. Nếu đạo Phật hôm nay không được trang bị một kiến thức, hay là một quý thầy không có một kiến thức vững vàng, thì làm sao có thể đứng vững được những cái dư luận hay là những cái sự so sánh của xã hội. Chúng ta phải biết rất rõ, cho dù tự thân của đạo Phật rất là tuyệt vời, giá trị của đạo Phật là không có cách nào thay đổi được, không có một học thuyết nào trên thế giới có thể hơn được Phật giáo. Nhưng mà sự thật, cái hay của đạo Phật để trong tủ như Tam Tạng kinh điển để thờ, tăng ni chúng ta không được học để tiếp nhận cái hay đó thì có giá trị gì giữa cuộc đời đâu, và làm sao để thấy được sự cao vời đó của Phật giáo. Cho nên chúng ta là một người thầy phải biết, con hơn cha thì nhà có phúc. Nếu học trò mình nó học giỏi, đệ tử mình nó học giỏi thì sau này nó mới kế nghiệp mình được chứ. Cho nên các tổ đã từng nói là đệ tử mà bằng thầy là thua thầy nửa đức. Như vậy bằng thầy là đã thua thầy rồi, hơn thầy thì mới có thể quả mai giữ được sự nghiệp của thầy. Vì vậy cho nên một người thầy phải biết rằng tạo mọi điều kiện tốt nhất, mình phải trải đường, mình phải hy sinh cho đệ tử mình nó trở nên những con người có học có tu đàng hoàng, để dìu dắt quần chúng, hướng dẫn cho Phật tử tu hành đúng pháp. Còn bằng không, tất cả những quan niệm lệch lạc tà kiến như thế này để bị cái người khác, người ta lừa gạt bằng những cái cách nói này, cách nói khác, mà chúng ta không có một lời biện hộ cho Phật giáo của chúng ta. Chúng ta phải thấy rất rõ về điều này. Cho nên đây là những cái lỗ hổng trong Phật giáo mà chúng ta cũng cảm thấy rằng cần phải nhận ra được điều đó để chúng ta khắc phục kịp thời. Một số người có quan niệm chúng ta làm một số nghi lễ cúng bái thì chúng ta cũng có Phật tử đến để cúng bái, chúng ta cũng có những nhu cầu hương quả, và chúng ta thấy như vậy là đủ rồi, cho nên an lòng
để bảo vệ các Phật tử bằng những quan niệm như thế thôi. Không tạo điều kiện cho Phật tử học tu, không giới thiệu cho những Phật tử học tu, mà chúng ta bài vẽ ra tất cả những cái đó chỉ là nhằm vấn đề dễ dàng trong cái việc mà có hương quả trong chùa. Đó là cũng một trong những cái nó không đúng trong Phật Pháp nữa. Nếu chúng ta giữ gìn như vậy thì mai này đạo Phật sẽ mai một với bằng con đường này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy hôm nay đạo Phật chúng ta cởi mở lên được một điều là nhờ chư tăng các nơi có một quan điểm tích cực. Đồng thời chư tăng ở các tỉnh thành được gửi về các trung tâm để có tu học đường hoàng. Điều này chúng ta phải biết rất rõ. Chúng ta đừng có thấy rằng chúng ta có một cái nhu cầu hương quả là chúng ta an phận như vậy. Cái đó nó thường lắm tất cả các vị. Nếu trong cuộc đời tu chúng ta chỉ cảm thấy rằng làm những điều đó để có chén cơm manh áo trong hàng ngày thì cái giá trị hy sinh một đời tu chúng ta quá đơn giản. Vì vậy cái người Phật tử chúng ta cần phải mở mang những cái điều mà học tập trong từng ngày trong một cái xã hội phát triển. Thì quý thầy cũng phải tự thân, quý thầy cũng phải phát triển về mặt kiến thức này kia kia nọ mới phát triển được mọi thứ chứ. Cho nên tôi nói thật với các vị, vừa rồi tôi đi Nhật, sau một chuyến hoằng pháp đi Nhật về, tôi ngồi tôi suy tư được rất nhiều điều. Phật giáo Nhật Bản nó có một điều là phần lớn tu sĩ Nhật Bản đều có gia đình, và phần lớn tu sĩ Nhật Bản đều ăn mặn. Nhưng mà trái lại, tín đồ Phật tử ở Nhật Bản người ta kính trọng những vị thầy rất là thuần khiết. Người ta thấy việc đó là việc riêng của mấy ông thầy, có gia đình ăn mặn đó là chuyện của người ta. Nhưng mà kính trọng ở chỗ nào? Phần lớn những vị tu sĩ của Nhật Bản là những người có học, những nhà doanh nghiệp lớn, những người đóng góp về trí tuệ, tiền bạc cho xã hội, cho quần chúng, cho một tổ quốc rất là lớn. Tầng lớp này là một tầng lớp trí thức và tầng lớp thượng tầng của cơ sở, tạo công ăn việc làm cho quần chúng ở Nhật Bản. Những nhà mà tu ở bên đó phần lớn là những người doanh nghiệp không. Bằng những cái con đường đó mới đưa đạo Phật nhập thế vào trong xã hội Nhật Bản. Và vì vậy quần chúng Nhật Bản được thừa hưởng từ sự hy sinh chất xám, hay là tạo điều kiện và công việc cho quần chúng để đất nước phát triển như vậy. Cho nên người ta tri ân những vị thầy này. Vì vậy cái đời sống cá nhân thì so với Việt Nam không thể phạm hạnh bằng. Như vậy một vị có gia đình, một vị ăn mặn, thì so với một tu sĩ Việt Nam về mặt đạo hạnh hay là một mặt giới luật cảm thấy như thua. Nhưng về tinh thần nhập thế thì các thầy làm trọn vai trò của một người nhập thế. Các vị thử qua Nhật Bản, 90% tín đồ là Phật giáo. Cho dù bản địa người ta có một tín ngưỡng về thần đạo rất cao, nhưng người ta vẫn cập nhật vào trong đó và người ta vẫn tin đạo Phật luôn trong đó. Tất cả những đạo khác vô cùng ít. Tôi đi qua nơi đó, tôi đi gần một tháng trời, tôi không thấy, dường như chỉ một lần tôi thấy những cái ngôi nhà thờ của Tin Lành hay là Thiên Chúa thôi. Trong những thành phố lớn rất ít khi nào thấy một ngôi nhà thờ. Phát triển không được, nơi đất Nhật những tôn giáo đó phát triển không được. Mà các vị biết rằng nhìn trên bản đồ chỗ nào cũng chùa, mà thật ra chư tăng ở Nhật Bản lại không phạm hạnh bằng ở Việt Nam chúng ta. Nhưng về mặt kiến thức thì không thể nào chúng ta so sánh được. Như vậy nhờ có học, người ta đã đóng góp xây dựng cho xã hội một cách rất là thiết thực như vậy. Cho nên ở đây nếu tăng ni chúng ta mà không học thì không thể nào sánh được với tu sĩ Nhật Bản. Nếu một con người chúng ta ăn chay niệm Phật, bản thân chúng ta thanh tịnh, đúng, nhưng mà hoàn toàn chúng ta không có một đóng góp, không có một hiểu biết để xây dựng xã hội, giáo dục tín đồ, quần chúng, thì tất cả cái này chúng ta thua. Cái sự thanh tịnh đó nó không mang cái nghĩa đóng góp xây dựng cho cuộc đời. Vì vậy sự phạm hạnh chúng ta là thắng thế, nhưng mà nếu cái vấn đề học chúng ta lại không đủ cái khả năng và trình độ để đóng góp vào đời thì chúng ta lại khiếm khuyết. Như vậy chúng ta sẽ có lợi một mặt nào đó cho tự thân, nhưng mà không có lợi cho cộng đồng. Cho nên ở Nhật Bản người ta lấy Bồ Tát hạnh người ta làm đầu. Người ta không lấy giới Thanh Văn làm đầu, mà người ta lấy giới Bồ Tát làm đầu. Người ta nhập thế vào con đường xã hội, người ta phổ cập đạo Phật một cách rất mạnh mẽ. Trong khi tu sĩ chúng ta quá quan trọng về một đời sống cá nhân. Thậm chí trong một quá khứ chúng ta lại xem thường chuyện học. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta thiếu học, chúng ta không có đủ một trình độ để dẫn dắt tín đồ và Phật tử, không có đủ cái trình độ để hướng dẫn người Phật tử tu hành đúng pháp,
cái này là sự thiếu sót và cực đoan của chúng ta trong một thời. Cho nên các vị cần phải để ý những cái điều này, mà chúng ta cần phải là suy gẫm lại để có những cái đường lối tốt đẹp hơn cho Phật tử chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, có những người lại bào chữa cái việc của mình như vậy, chỉ ra một số vị tổ, một số vị thánh không có học nhưng mà vẫn giác ngộ, vẫn đắc quả. Nó giống như nói là Ngài Bằng Đạt đó, đâu học chữ nào đâu, chữ chổi, học chữ chổi quên chữ quét, học chữ quét quên chữ chổi, cuối cùng cũng đắc A-la-hán đó, có biết chữ nào, phải không? Hay là chúng ta dẫn ra tổ Huệ Năng, tổ Huệ Năng không có biết chữ nhất là một nữa, nhưng mà Ngài vẫn thành tổ, Ngài vẫn kế thừa y bát của tổ. Như vậy là đâu có học đâu mà vẫn giác ngộ được. Xin thưa thật, tất cả những cái đó chỉ là điểm trên đầu ngón tay mà không biết có đầy hay không. Chúng ta không có dùng những cái đó để chúng ta lấy cỏ che đầu. Chúng ta cũng không có dùng những hình ảnh đó để làm bia, để che cho sự lười học của chúng ta. Chúng ta không lười học, không chịu nghiên cứu hả? Rồi chúng ta cho rằng không cần học cũng có thể giác ngộ. Đây là dùng cái bia miệng để bào chữa cho chúng ta. Thật ra mà nói, trong thời đại này hay là trong thời mạt pháp này, chúng ta không học lấy đâu để tìm ra sự giác ngộ, không học lấy đâu để nhận thức, để mà biết vấn đề, để chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Không học rồi những mắc mú trong lòng, những phiền não, những ma chướng, những cái này cái kia nó nảy ra trong lòng chúng ta, lấy đâu mà chuyển hóa? Có biết cái gì đâu mà để khắc phục những cái mặt hạn chế đó, thì làm sao mà có thể gọi là cái sự tu học để giác ngộ được. Cho nên đừng có đem những bậc thánh để làm bia đỡ đạn cho chúng ta. Đừng đem một vài thành phần của bậc thánh để mà lấy cỏ che đầu. Tất cả những hành động đó nó không phải là một cái hay trong Phật giáo của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, chúng ta nhìn lại một quá khứ, đạo Phật chúng ta dần đi đến bờ mé của sự đoạn diệt, chứ không phải là bình thường. Chúng ta thấy nếu tất cả các chùa ngày xưa, chúng ta thấy phần lớn đi chùa sao, ông thầy như ông từ vậy đó, Phật tử lại trụ trì chỉ biết đánh chuông thôi, rồi để mà tiếp nhang cho Phật tử, rồi đánh chuông cho Phật tử lễ Phật. Nếu các vị thấy rằng tất cả các chùa mà như thế, thì đạo Phật chúng ta có thể sống còn được giữa xã hội này hay không? Chúng ta phải nhìn thấy như vậy. Mà để những cái quá khứ đó chúng ta rất là đau lòng. Thậm chí trong chùa mà thực hiện những cái chuyện ở ngáp lên đồng lên bóng mà vẫn có thể tồn tại được. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, trong quá trình qua, chúng ta thấy một số cái người mà thực hiện gì đó soi căn, soi kiếp, rồi những cái người gọi là cõi âm, cõi dương, rồi những người gọi là ngoại cảm gì đó, có những người lợi dụng ngoại cảm ở trong các chùa. Tôi xin thưa thật với các vị, nếu Phật giáo phát triển được những hình thức này thì từ ngàn xưa đã phát triển rồi, tại sao đi đến chỗ lụi tàn? Vì những cái hình thức này, mê tín này mà đã đẩy đạo Phật vào trong chỗ lụi tàn. Bây giờ mới được chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, những bậc thầy chân chính tu hành đưa Phật giáo lên mới vừa khởi sắc, thì lại đem ba cái này cập nhật vào trong đó nữa, thì nếu không khéo đạo Phật sẽ tiếp tục suy tàn bằng những cái mê tín tà kiến này nữa, dẫn dắt quần chúng bằng cái u mê, thì không thể nào ai giải thoát được. Và cửa chùa không còn là cửa giải thoát an lành cho tất cả chúng ta. Vì vậy tất cả chúng ta phải kịp thời nhìn nhận ra được những điều này. Cho nên bây giờ tôi rất là mừng, chùa nào cũng có khóa tu, chùa nào cũng có khóa học. Đây là cái điều rất là mừng. Mặc dầu nó chưa phổ biến cùng khắp, nhưng mà đây nó đã là khởi sắc cho Phật giáo chúng ta rồi à. Chúng ta thấy những cái điều đó, Thượng tọa ở đây mở cái khóa tu cho chúng ta, ngoài Thượng tọa dạy cho tất cả các vị, còn cung thỉnh những vị thầy ở các nơi khác về giảng dạy cho các vị. Đây là một quan niệm rất là tích cực, rất là tiến bộ. Chúng ta thấy rằng có những chùa tự thân ông thầy trụ trì không dạy được cho đồ chúng, mà không cho đồ chúng đi chùa khác học nghe. Đồ chúng mà đi chùa khác học là về mà biết được là chết với thầy trụ trì. Cái này là cái bậy bạ tiêu cực, không thể nào chấp nhận được một quan niệm như vậy. Mình không dạy được thì để cho người khác dạy. Tại sao mình dạy không được rồi mình để cho đệ tử mình nó ngu luôn như vậy? Cái sự lãnh đạo của mình là một người thầy chủ trì như thế nào? Xem lại cái tư cách của một vị thầy làm chủ trì mà để cho tín đồ mình dốt nát.
mình không dạy được, mình phải nhờ người khác dạy. Hoặc là mình dạy mà đệ tử nó học hết rồi, hoặc là không còn gì học thêm, nó có quyền đi học với người khác. Cái đó nó không có lỗi. Cho nên có những người tiêu cực trong cái việc bảo vệ tín đồ như vậy. Cuối cùng tín đồ mình không biết gì cả, muốn đi học ở đâu phải lén ông thầy, sợ ông thầy biết, ông thầy về ông thầy la. Tại sao chuyện đó lại xảy ra trong Phật giáo như vậy? Cho nên ở đây tôi không muốn những điều này tồn tại trong các chùa của chúng ta. Chúng ta không có một sự ganh tị bằng một cái cách thấp thỏi như vậy. Mình không có điều kiện học thì mình tạo điều kiện cho đệ tử mình học, không học được với mình sẽ học được với những thầy khác. Thậm chí mình có thể hướng dẫn và tạo điều kiện cho Phật tử nghe đĩa. Ví dụ bây giờ không có điều kiện học trực tiếp thì chúng ta nghe qua các đĩa. Phật tử mình nó nhờ học qua đĩa, nó nhờ nghe được thầy này thầy kia dạy, thì Phật tử mới có lòng bảo vệ chánh pháp một cách đúng pháp. Và Phật tử hiểu pháp một cách đúng pháp thì bảo vệ được Phật pháp, mà đồng thời làm cho Phật pháp vững mạnh và lan tỏa. Nếu chúng ta thử nghĩ trong cái chùa chúng ta Phật tử không biết gì, thầy trụ trì cũng không hiểu gì về Phật pháp, thì chúng ta núm ná với một cụm những Phật tử mà tín ngưỡng và cảm tình như vậy, đạo Phật làm sao phát triển được? Và người ta nhìn vô ở đó, mình chỉ là một cái cụm núm ná về tình cảm, về phát triển, về vấn đề tín ngưỡng mà thôi, thì làm cho người ta cảm thấy ái ố và chê dè. Đây là những điều mà ở một nơi khác người ta từng than vãn với tôi. Người ta nói thầy con không có cho con đi học ở đâu chứ, con đi con phải trốn á, con muốn học con phải viện lý do, con thăm chồng, thăm cha, thăm mẹ ở quê ở đâu á, rồi con mới đi được. Chứ không ấy là con về mà con biết là con đi học tu ở nơi khác, về con bị la, thậm chí á, bị đuổi luôn á. Trời ơi, nghe những cái này mà nó đau lòng. Trong cửa chùa, trong những vị thầy lãnh đạo lại có để sót ra những cái chuyện này như vậy. Cái này là chúng ta tự khoanh dùng, chúng ta tự làm tầm mà kéo kén chúng ta, tự chúng ta chết trong cái tổ kén đó. Càng kéo kén chừng nào chúng ta càng chết trong tổ kén đó chừng đó. Cho nên tôi rất kính trọng những vị thầy như thế này. Những vị thầy đã tạo điều kiện mở lớp cho tất cả Phật tử học tập như thế này là một vị thầy quá ư là đạo đức. Một vị thầy có một tầm nhìn xa về cái cách để duy trì và phát triển đạo pháp như vậy. Và tất cả các đạo tràng khác cũng là như vậy. Mong rằng cái mô hình này chúng ta được mở rộng ra, đừng đóng cửa để giới hạn cho chúng ta. Có những vị thầy không dám thỉnh một giảng sư về giảng. Tại sao vậy? Có những người nói vậy, sợ giảng về rồi á, nó mê ông thầy đó, nó bỏ tôi. Những cái quan điểm này tôi không thể chấp nhận được trong cửa chùa. Tôi nói thật với các vị nha, nếu là tôi Phật tử mà mê ông thầy đó bỏ tôi vẫn vui hơn là nó mê đạo khác. Cái điều này là tôi phải nói là như vậy. Vậy để cho nó bỏ đạo Phật, nó theo tôn giáo khác thì ngậm miệng lại, đâu dám nói. Tới lúc đó nó quay lưng lại, nói gì nó. Nhưng mà nó theo ông thầy khác thì lại càm ràm chỉ trích nó thế này thế khác. Chúng ta làm điều đó, chúng ta xét lại đi, có đúng không? Nó theo đạo khác chúng ta câm miệng, tại vì bây giờ nó đã quay lưng lại chúng ta. Mình nói nó táp lại mình, nó sắn lại mình. Bây giờ nó đâu phải là tín đồ của mình nữa đâu, cho nên sợ không có dám nói. Nhưng mà nó theo ông thầy khác nó ngoan hơn, cho nên nó im miệng, đâu dám nói, cho nên cứ táp nó hoài. Tất cả những cái này tôi không bao giờ chấp nhận được quan niệm này. Phật giáo phải có tính cách là cách nhìn mở rộng ra như vậy. Tôi không muốn một đạo Phật như vậy. Đạo Phật mà như vậy cục bộ và lụi tàn. Và cái điều này từ đâu ra? Từ một quá khứ chúng ta thiếu điều kiện tu học, cho nên dẫn đến một số người còn tồn động một cách cục bộ trong quan niệm, hướng dẫn tín đồ và quản lý tín đồ bằng một cách cục bộ tiêu cực như vậy. Cho nên tôi nhớ Tổ Quy Sơn ngày xưa có dạy một câu. Tổ dặn ở trong cái vấn đề mà học tu của chúng ta như thế này: tỳ ni pháp tịch, tằng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa, khởi năng chân biệt, khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan tri, giáo lý vị thường thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Cái bài này là văn Hán, được dịch ra như thế này: pháp tịch tỳ ni chưa từng học hỏi. Pháp tỳ ni, pháp tịch, tằng vị thao bồi là pháp tịch tỳ ni, là giới luật, là Phật học đó, là chưa từng học hỏi. Liễu nghĩa thượng thừa, khởi năng chân biệt. Giáo lý liễu nghĩa thượng thừa của Phật pháp
thì do không học cho nên làm gì biết mà phân biệt ra đúng sai phải trái và nhận thức được lời Phật dạy trong các giáo lý cao thâm như vậy. Cái nghĩa đó là như vậy: khả tích nhất sanh không quá, đáng tiếc một đời trống rỗng trôi qua. Hậu hối nan tri, sao ăn năn chẳng kịp. Giáo lý vị tằng thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Học hỏi kinh điển Phật Pháp chưa bao giờ để lòng, thì làm sao có thể ngộ được một cách thích hợp với những quyền đạo cao màu. Đây là lời của Tổ Quy Sơn dạy chúng ta. Chúng ta thấy rằng Ngài có một cái tầm nhìn rất là tuyệt vời. Những tăng ni thiếu tu thiếu học thì làm sao biết được, cả Phật Pháp chúng ta còn không biết nữa, chứ đừng có nói biết được cái gì. Cho nên ở đây do không học cho nên phân tích này kia cái nọ Phật Pháp nó lầm lạc như vậy. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi có một câu chuyện đáng tiếc. Một cô này là sư cô đàng hoàng, đi đến một nhà của nữ Phật tử, mà người đó là quy y với tôi chứ không phải là người ai khác. Tôi được kể lại, vô thấy cô này thờ Đức Bổn Sư Thích Ca. Cái sư cô này nói là sao các vị biết không? Con còn nhỏ sao con thờ được Đức Thích Ca? Nó hỏi sao vậy? Nó mày đang có chồng mày thờ Đức Thích Ca, mai này mày ly dị rồi sao? Cái rồi cái này nó hỏi sao vậy? Cái con nói là ngày xưa ông Phật ông bỏ vợ ông đi tu, cho nên bây giờ mình nhờ thờ Phật Thích Ca, mai này mày ly dị cho mày coi. Cái người Phật tử này nghe quá sợ, đem Phật Thích Ca cho người khác, không dám thờ. Một câu chuyện đau lòng cái bằng, nó xót dạ trong lòng tôi. Một người đi tu mà không hiểu biết được Phật Pháp tối thiểu như vậy, cho nên hướng dẫn và nói một cách hù dọa bằng một cách là theo bia miệng của đời. Mình người tu mình không hướng dẫn người ta đúng pháp thôi, còn cái này chẳng những hướng dẫn không đúng mà còn dẫn bậy nữa. Có phải là do cái này thiếu tu thiếu học mà nó ra những cái tệ nạn này hay không? Nghe những cái đó mà đau lòng. Những gì mình nghe được nó chỉ là một phần rất nhỏ, còn rất nhiều bộ phận khác mà chúng ta chưa biết được, mà Phật tử phải chấp nhận những cái lời đe dọa của thầy này cô kia bằng những cách hên xui tốt xấu. Những thầy không có học bài bản gì hết lại nhà ta thợ này mới đúng, thợ này mới chặt, thợ này kia kia nọ, thế này hướng kia hướng nọ. Tại sao phải là như vậy? Bài vẽ những cái chuyện mà nó không có trong Phật Pháp như vậy. Tại sao không dạy người ta tu hành này kia kia nọ mà đi dạy ba cái chuyện đó, lợi nào hên nào xui nào này kia? Một ông thầy mà đi đe dọa khủng bố tâm lý Phật tử như vậy, đạo đức của ông thầy ở đâu? Một vị bác sĩ mà không có chữa trị bệnh nhân đúng lương tâm mà bác sĩ cứ đe dọa bệnh này thế kia, là bác sĩ đó có lương tâm không? Một ông bác sĩ giỏi, ông bác sĩ biết người ta có bệnh, ông bác sĩ phải làm sao cho người an tâm và nỗ lực để mà cứu giúp người ta. Một ông thầy giỏi biết Phật tử cái đó không đúng thì ông thầy phải tìm cách để mà giúp cho Phật tử cải thiện lại cái đó đúng hơn, chứ không phải đe dọa để khủng bố tín đồ. Không có sống bằng một cái tâm nó kém như vậy. Cho nên tổ dạy chúng ta rất rõ ràng, không? Pháp tịch tỳ ni chưa từng học hỏi giới luật này kia nọ, không có học gì cả. Thành ra Phật Pháp không có phân biệt được trắng đen phải trái, thấp cao, đúng sai gì cả. Rồi Ngài mới dạy câu cuối cùng là giáo lý chưa từng để lòng, tức là có nghiên cứu, có học tập gì đâu mà để lòng. Quyền đạo vô nhân khế ngộ, cho nên đạo quyền di cao màu đó lấy đâu mà ngộ được. Các vị thấy chưa? Như vậy cái học là để trang hoàng cho cái tu. Cần phải học cho nên cái tu nó mới đúng được. Cần phải học mới biết khắc phục những nhược điểm của tâm thức được. Cần phải học như một công thức để chúng ta ứng dụng trong đời tu của mình. Vì vậy cái điều này các Phật tử chúng ta đừng xem thường chuyện nghe pháp. Chúng ta không có điều kiện học tập ở tại chùa thì ở nhà chúng ta nhờ các đĩa chúng ta cũng nghe được. Chúng ta không có điều kiện đọc kinh ở chùa thì kinh sách Phật giáo ở nhà chúng ta cũng phải nghiên cứu. Đừng chỉ bằng thuần túy một niềm tin suông rồi chúng ta vận dụng tu hành, không khéo chúng ta đem lại cái hậu quả cho chúng ta đáng tiếc. Cũng giống như cái bà già tu đã thời gian, giờ bà nói bà thành tiên rồi, bà không nghe ai nữa ra vậy đó. Hy sinh một đời tu tập rồi như vậy. Cho nên là cái điều này các vị cần phải để ý. Vì vậy cho nên tôi mong mỏi rằng
tương lai của đạo pháp. Tương lai đạo pháp là đúng ra giáo hội phải đưa vào hiến chương, và hình như đã có cái hiến chương của chúng ta có đề nghị rồi đó. Trụ trì phải học vị tới mức trình độ nào mới là được trụ trì. Chúng ta nhớ kỹ rằng một thầy trụ trì ở Nhật Bản không phải là tự nhiên để được trụ trì. Thầy đó phải đào tạo qua cấp trình độ nào, văn bằng nào, chuyên môn nào thì mới được cấp văn bằng trụ trì. Và thầy đó mới làm nhiệm vụ trụ trì. Có nghĩa là một vị thầy trụ trì phải biết thuyết pháp, giảng kinh, làm lễ, hay là thậm chí là lễ tang, lễ hôn, lễ cưới, lễ tất cả cái này phải biết giảng dạy và hướng dẫn Phật tử hết mới làm được. Cho nên ở đây chúng ta nếu tương lai trong cái việc mà trường lớp chúng ta được mở rộng, tăng ni có điều kiện học tập, thì mong rằng sau này khi bổ nhiệm trụ trì thì những trụ trì này ít nhất ở miền quê phải tốt nghiệp trung cấp Phật học, tức là cũng biết một cái cơ bản về Phật pháp để hướng dẫn tín đồ thì mới có thể đưa lên làm trụ trì được. Còn bây giờ cứ mà theo cảm tình, cứ là thấy rằng ở chùa đã lâu, bây giờ đưa lên làm trụ trì, giáo hội chúng ta cứ cũng có tình cảm như vậy thôi kệ, thì chính cái kệ này là cái nguy hiểm. Cho nên nếu mà chúng ta quy định vậy thì sau này tăng ni sẽ siêng năng học tập hơn. Chứ bây giờ nếu chúng ta không có quy định, tăng ni đôi khi không học, ở chùa cũng có cơm ăn, cũng áo mặc, rồi sau này thầy tổ tôi chết thì tôi ở chùa lâu tôi cũng lên trụ trì, thành ra tôi không cần gì phải mà cần tích cực đi học để làm gì, nguy hiểm vô cùng. Để cho những người tăng ni một số ỷ lại bằng cái cách đó là không có nên tí nào. Cho nên phải tạo điều kiện tốt nhất là có quy định như vậy, thì tăng ni muốn trụ trì phải đi học đi, ít nhất trình độ như vậy mà sau này mới được bổ nhiệm trụ trì. Thì vị tăng đó giàu muốn giàu không, hay là vị ni đó giàu muốn giàu không cũng phải đi học. Và nhờ đi học ở trường lớp bài bản như vậy thì sau này ít nhiều gì nó có sự đóng góp một cách đúng pháp và thiết thực ở tại chùa mình. Và sau này trở thành một người đệ tử kế thừa cái sự nghiệp của thầy, mới có thể bảo vệ được sự nghiệp của thầy. Đệ tử bằng thầy là thua thầy nửa đức rồi. Đó, cái câu này chúng ta được biết, bằng thầy đã thua thầy nửa đức, huống chi thua thầy thì sao làm được, sao giữ được sự nghiệp của thầy. Cho nên những điều này tôi mong là một điều Phật giáo chúng ta phải có những cái phương hướng mà gọi là thiết thực hơn, buộc chứ không có để tùy tiện nữa. Chư tăng chúng ta với chư ni thì những cái người gọi là ý thức được điều này thì cũng lớn đó, chứ không phải nhỏ. Nhưng mà còn một bộ phận là gì? Ở chùa tèn tèn cũng có cơm ăn áo mặc, ở chùa ngày qua ngày Phật tử cũng quý mến kính trọng, cho nên an phận quá. Thấy cái điều này cho nên an phận quá, cho nên cứ giữ mãi như vậy. Mà nếu mà mình cứ cảm thấy rằng nhờ chiếc áo này mà mình có cơm ăn áo mặc, nhờ chiếc áo này mà Phật tử kính trọng, mà mình an phận trong đó rồi, thì làm sao Phật giáo mình phát triển được các vị. Hơn nữa, tự thân của người đó không học, làm gì người đó có thể giác ngộ được một cách đúng lý. Đừng có đem mình ra so sánh với tất cả các bậc thánh giả một cách đặc biệt ngày xưa. Cái việc đó hy hữu lắm. Mình không phải là một trong những người hy hữu đó đâu. Mình là những phàm phu trai, nó mới sanh đi tử lại trong cuộc đời này, mới lang thang lượm thượm như thế. Đừng có tự cho mình với tất cả các bậc thánh mà sai lầm. Và vì vậy cho nên không khéo mình cứ bày ra tầm bậy tầm bạ cho Phật tử không. Tu mà tối ngày hướng dẫn cho Phật tử tu hành để được an lạc giải thoát, mà tu mà vô tình cuối cùng trở thành người bám lưng Phật tử, để làm gánh nặng Phật tử, để làm khổ Phật tử, cái đó chưa phải. Một nhà tu mà biến mình trở thành gánh nặng cho tín đồ, cho quần chúng, là cái này phải xét lại. Cho nên ở đây, nếu thật sự người đó có tu có học đàng hoàng thì sẽ không trở thành một gánh nặng cho Phật tử như vậy. Cho nên có những người cứ là nấm ná với người Phật tử thân quen để có mối liên hệ đủ rồi, vậy có cơm ăn áo mặc đủ rồi. Thậm chí Phật tử kêu đi học, có điều kiện ủng hộ cho thầy đi học, không cần. May là cái số lượng này nó không nhiều, nhiều một cái là chết luôn, trở thành gánh nặng cho một xã hội luôn, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên việc này các vị đừng xem thường việc đi học. Trường lớp mở đó là những cái nơi nền tảng nhất cho Phật giáo chúng ta mai này, để tăng ni có tu có học, là những vị thầy hiểu biết Phật pháp một cách đúng pháp để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta không nên coi thường mấy cái chuyện đó được như vậy. Cho nên cái việc mà để gọi là hướng dẫn tín đồ, chúng ta cần phải biết những cái điều này. Không phải là để mà xem thường những cái chuyện đó như vậy đâu.
Tôi cảm thấy cái điều này tôi trăn trở rất là nhiều. Những anh em cùng trong cái ban ngành hay là cùng gặp nhau hay tâm sự và trăn trở. Cho nên khi có đệ tử là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đệ tử học hành. Ví dụ như ở chùa tôi nói thật với các vị, ngoài vấn đề hướng dẫn giảng dạy, tôi đều cung thỉnh chư tôn hòa thượng các thầy khác về dạy. Bởi vì tôi thấy một mình tôi cũng không đủ sức để dạy dỗ tín đồ đâu, mà tôi phải thỉnh các vị thầy đạo cao đức trọng, những vị thầy có ăn có học tốt đàng hoàng để về để hướng dẫn cho Phật tử, để cho Phật tử nhận thức rõ ràng. Chính Phật tử hiểu biết chánh pháp một cách đúng pháp mới bảo vệ được chánh pháp và mới truyền bá được chánh pháp. Còn chúng ta tu một cách u mê, chúng ta không độ được ai cả. Thậm chí gia đình chúng ta độ không được thì độ cho ai? Thấy cái người này tu là mắc sợ rồi, làm sao mà độ được họ? Tu kiểu gì mà về thấy ớn với ta? Cho nên những cái này là những cái tệ nạn mà tôi thấy một tôn giáo khác nó về. Họ trở thành tín đồ của tôn giáo khác thì họ bằng mọi cách họ lôi được cả nhà, thậm chí cả dòng họ, thậm chí cả bạn bè của họ luôn. Họ rất là hay, họ được dạy và họ đầu tư có bài bản đàng hoàng. Phật tử chúng ta không được cái đó. Đôi khi trong nhà cả một gia đình thờ Phật nhưng chỉ có một người đi chùa thôi, mà thậm chí người này đi chùa còn bị những người ở nhà ai ố nữa chứ, không tôn trọng cho việc đó nữa chứ. Đây là việc quá ư là đau buồn. Cái này từ chỗ nào ra? Từ chỗ chúng ta thiếu hướng dẫn tín đồ ý thức được đạo Phật, hiểu được giáo pháp. Từ những cái cục bộ như vậy mà ra, từ những quan niệm lệch lạc của xã hội, chúng ta không đủ bản lĩnh để đi trên những cái dư luận lệch lạc để chúng ta dẫn dắt tín đồ. Đây là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy cho nên tôi không muốn rằng những Phật tử chúng ta đã hết lòng vì đạo, đã có tâm vì đạo mà lại không đem kết quả gì cho bản thân chúng ta trong một đời hy sinh, là điều này không nên tí nào. Trong Phật giáo chúng ta nó chưa có những cái gọi là giáo trình Phật học. Thật ra mà nói bây giờ để tìm một bộ giáo trình không có. Một vài cá nhân cũng biên tập một số giáo trình một cách sơ sơ gì đó thôi, chứ chưa có một bộ sách giáo khoa như là các cái tín ngưỡng khác hay là tôn giáo khác hay là các cái trường bên ngoài. Phần lớn chúng ta chỉ dựa vào cái quyển Phật học phổ thông gọi là cây thang giáo lý của Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa để chúng ta làm nền tảng cho việc học. Nhưng mà đó cũng là những cái nấc thang cho chúng ta nghiên cứu Phật học, nhưng để gọi là một bộ giáo trình hoàn chỉnh như một bộ giáo khoa cho Phật học thì chưa. Cái đó dầu sao đi chăng nữa rất là nền tảng, nhưng mà nó cũng chưa phải là một bộ giáo khoa hoàn chỉnh trong nền Phật học của chúng ta. Nhưng mà chúng ta dựa vào trong đó, chúng ta cũng có một cái cơ bản nhận thức hiểu biết trên con đường tu học đã đúng đắn lắm rồi. Và xưa nay thật ra cũng chưa có người nào thứ hai để dám mà biên tập một cái bộ giáo án ngoài cái bộ mà Phật học phổ thông đó. Thì thật ra trong ngành ban giáo dục tăng ni cũng đang có cái hướng đó trong nhiều năm qua, nhưng mà chưa thực hiện được. Vì vậy cho nên Phật tử chúng ta học tu mà đôi khi chúng ta thật ra học tùm lum hết trơn, không biết là cái đường nào để ứng dụng, rồi không biết khả năng trình độ mình phải ứng dụng cái nào cho nó hợp thời hợp lý đó. Vì vậy cho nên số lượng tu thì nhiều nhưng mà có kết quả thì lại rất ít. Điều này là điều đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên có những người Phật tử nghe pháp hoài mà không có an lạc, tại vì không biết đường để vận dụng tu hành. Mà thật sự đôi khi nghe pháp mà không có ứng dụng tu thì sao hết khổ được. Cho nên có cô đó cách nay cũng lâu lâu nói tôi, thầy con nghe thầy bài pháp nào thầy giảng con cũng nghe mà sao con khổ hoài thầy. Câu này nghe tội cho tôi quá. Cái câu này nói giống y chang vậy nè, thầy tất cả các món ăn con đều liệt kê hết, con kể danh sách từng món ăn và con nói ra cái cách pha chế hết, mà sao con nói hoài mà con không no thầy. Nó giống y chang vậy đó. Tức là bây giờ chúng ta kể hết tất cả các món ăn, các vị kể đi, kể cho tôi chừng 10 món coi. Các vị kể sáng nay chùa mình lại mình ăn gì? Hả? Ăn bánh ướt đúng không? Một món, gì nữa? Hỏi gì? Ở nhà thì chúng ta ăn gì? Gà gô ti, heo quay, gì đó, chả lụa, gì đó, vịt tiềm, gì đó. Chúng ta kể đi.
kể hồi tới giờ cơm này bỏ về nhà hết trơn đi. Bây giờ chúng ta kể hết tất cả như vậy, chúng ta kể tới trưa, chúng ta có hỏi thầy trụ trì: thầy sao con kể sáng giờ quá trời nhiều mà con không no thầy, có vậy không? Cho nên ở đây nếu không khéo, chúng ta kể danh sách tất cả các món ăn, chúng ta kể cái cách pha chế tất cả món ăn mà chúng ta không có no. Tại sao vậy? Chúng ta kể không chứ chúng ta đâu có ăn đâu mà no, đúng không? Vậy thì đây nè, Phật pháp chúng ta nghe tai này qua tai kia, như vậy nghe mà không vận dụng để tu hành thì làm sao đem đến giải thoát an lạc được? Cho nên tôi mới trả lời với cô đó, tôi nói rằng cô nghe 100 bài giảng nữa hay là 1000 bài giảng nữa khác bằng cách này thì cũng thế mà thôi. Cho nên nghe pháp là sao? Nghe pháp là để hiểu Phật pháp, để vận dụng ứng dụng trong đời mình, và có ứng dụng mới có an lạc, mới có giải thoát được. Chưa ứng dụng làm sao mà có an lạc, mà làm sao có giải thoát được? Cho nên nếu chúng ta không khéo sự ứng dụng tu tập của chúng ta thì chúng ta không bao giờ đem lại kết quả thiết thực được. Vì vậy có nên có những người tu hành đi chùa hoài mà cảm thấy họ không an lạc. Cho nên các vị thấy các vị tu lâu mà phiền não vẫn còn, tham sân si vẫn còn, tự ái vẫn còn, đố kỵ vẫn còn, ganh tị vẫn còn, hoặc thậm chí chúng ta đi chùa chúng ta còn nhiều chuyện hơn nữa, thị phi nhiều hơn, tọc mạch nhiều hơn, đâm thọc nhiều hơn, soi mói nhiều hơn, cái này chả có tu hành gì cả. Nếu một hội chúng nào càng nhiều cái này thì càng thấy đó hội chúng đó coi chừng lệch lạc, phải điều chỉnh lại. Trong một tập thể tu hành mà có thanh tịnh an lạc, thương yêu nhau hơn, hòa hợp nhau hơn, thông cảm nhau hơn, tha thứ nhau hơn, bảo vệ nhau hơn, dìu dắt nhau hơn, bảo vệ thanh danh của tập thể, của cá nhân hơn, các vị có được lòng này là các vị đang tiến bộ trên con đường tu hành. Các vị đang chiến thắng được với những tập khí phiền não ích kỷ cá nhân của chính bản thân mình, thì lúc đó các vị mới thông dong tự tại được giữa cuộc đời, giữa tất cả mọi sự thị phi, danh lợi và tất cả những nhiễm ô của trần thế. Còn tất cả các vị mà chưa bao giờ làm được điều này thì các vị cảm thấy rằng hình thức lại lục cúng kiến công quả tất cả mọi thứ, đó là những hình thức đang làm kiếm phước, mà tập khí phiền não thì chưa bao giờ được giải trừ, có nghĩa là sự tu tập tâm chưa bao giờ có. Mà nếu tâm chưa bao giờ có thì không bao giờ được giải thoát an lạc. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong lời Phật dạy, Đức Phật lúc nào cũng đề cập đến chữ tâm. Chữ tâm trong Phật học không mang nghĩa là duy tâm, nên nhớ là như vậy. Học thuyết duy tâm là một học thuyết khác. Còn đối với Phật học, Đức Phật đề cập đến chữ tâm bởi vì Đức Phật biết rất rõ tâm là chủ động cho tất cả các hành động. Vì vậy, muốn điều phục được tất cả các hành động phải điều phục từ tâm. Do đó, sự tu hành của chúng ta, nếu chúng ta không nhận được ra điều đó, thì suốt đời chúng ta ăn chay niệm Phật, làm phước làm tất cả để tạo ra phước báo thì có, nhưng mà để có trí tuệ, để giải thoát, để an lạc thì không. Mà nếu chúng ta chưa bao giờ có an lạc thì chưa gọi là chữ tu trong Phật giáo. Vì vậy tu và học trong Phật giáo là một trong những cái không thể thiếu được, như một đôi chân trên thân người. Có học là để học để tu, có tu là phải nhờ học soi sáng. Hai cái này không thể thiếu. Cho nên Phật tử, nhất là trong thời hiện đại này, trong ngày nay, cần phải có sự tu học rõ ràng, đúng pháp. Chúng ta cơ hội chúng ta học tập hôm nay rất là nhiều. Chúng ta nghe được băng đĩa của quý thầy dạy nè, chúng ta nghe được những cái đĩa mà đọc từ tất cả các bản chú giải hay là những bản kinh, bản sách khác nè. Và chúng ta tìm được ở trong các tài liệu nè, qua kinh sách xuất bản quá nhiều. Những cái tài liệu đó chúng ta tự học và nghiên cứu, chúng ta thấy cái nào có thể ứng dụng để thích hợp với bản thân chúng ta thì ứng dụng dùng. Có như vậy thì tôi tin rằng Phật tử trở nên một sự vững vàng hơn. Còn chúng ta tu, mới tu hôm nay nghe ai nói cái chỗ kia cái gì, chúng ta đang ở chùa cái nói bà mai này bà đi Bồng Lai không với tôi, ở đó linh lắm à, cái rồi đăng ký tôi vé đi bà, đang lại Phật mà đăng ký tôi vé đi Bồng Lai.
Cái mai này đang đi chỗ khác á, bà đi núi Sam không? Hay là bà đi bà chúa xứ không? Cái à, để đăng ký tôi đến đó, để tôi đến đó tôi cầu này kia cái nọ. Chúng ta là người học Phật mà không có vững vàng gì trong tâm thức hết đó. Tâm thức chúng ta nhẹ nhàng và cạn mỏng như vậy thì đừng hòng có lối vào trong Phật Pháp, và đừng hòng chúng ta thật sự có hạnh phúc và an lạc. Chúng ta sẽ bị khủng hoảng tâm lý giữa cuộc đời bằng những tin rất là xàm. Có những cái không đâu vào đâu hết, chúng ta lại sợ hãi. Chúng ta không có nắm vững được Phật Pháp, cho nên chúng ta bị những người thiếu tu khủng bố tâm lý chúng ta. Chúng ta là những người Phật tử mà bị những cái tà kiến làm chúng ta bị dao động. Là vì sao? Vì chúng ta không hiểu rõ được Phật Pháp, không nắm được chân lý, cho nên chúng ta mê mờ. Vì vậy có những người không tu họ lại không khủng hoảng, mà chúng ta có tu mà chúng ta lại khủng hoảng. Khủng hoảng bằng những tin đồn, khủng hoảng bằng những lời nói của những người bậy bạ. Giống như nãy vậy đó, mày còn nhỏ sao được mày thờ Phật này kia cái đó rồi vậy đó. Tất cả những đó có khủng hoảng tâm lý lên, tại vì chúng ta không hiểu được vấn đề. Một người nói bậy mà chúng ta lại là lan làm đúng mà chúng ta lại nghe theo. Cái này là chúng ta phải xét nét lại những cái cách đó của mình làm vậy có đúng lý hay không. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các vị trong có một cái bài học và tu. Để chi vậy? Để chúng ta nắm rõ được cái tu như thế nào, cái học như thế nào, thế nào là công phu công quả, thế nào là lập công bồi đức, thế nào là vận dụng tu hành. Còn học là học như thế nào? Không có học những tờ rơi. Các vị tối ngày các vị học ba tờ rơi, các vị ba cái đĩa không ra gì, các vị lén, các vị truyền tai nhau, các vị tiếp tay cho giặc bằng những cái bậy bạ như vậy. Phật Pháp thì không nghe. Cái đĩa này nó nói bà ni cô nào đó, công thầy nào đó, vậy mà in ra cả đống truyền nhau. Còn cái đĩa chánh pháp không chịu nghe. Nghe cái đĩa phiền não để tăng thêm cái đố kỵ, tăng thêm những cái vấn đề chỉ trích, tăng thêm những cái giận hờn, cái quan trái thì lại lén lén đưa đút 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 cho nghe. Phật Pháp không chịu nghe. Phật Pháp để cả đống nó không ai lấy chừng á, mà một cái đĩa để xì căng đan gì cái lại lấy một chút hết trơn à. Chúng ta lại thích những cái sự thị phi, những cái sự bậy bạ như vậy. Còn những cái đúng pháp, những cái dạy chân chính không có nghe. Những cái nào mà hướng dẫn chúng ta tu hành an lạc không nghe. Mà những cái bậy bạ đó, ông lên bà xuống nói chuyện tiên thiên bà độ mạng, thiện chút bu đầy Xin thưa với các vị, tất cả những cái đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ về tín ngưỡng quần chúng nó quá phức tạp như vậy, thì quần chúng không có an lạc và dễ bị dao động khi bị kích động của một ai đó. Chúng ta dễ làm bậy lắm đó. Cho nên cái này tôi không muốn có tồn tại trong Phật Pháp chúng ta. Những người Phật tử có mặt ở đây hay là ở tất cả đạo tràng, tôi muốn các vị là những hạt gạo cội, những nền tảng nhất cho Phật Pháp chúng ta được trải dài trong lòng quần chúng. Tôi hay là quý thầy là những tu sĩ, sự thật với các vị bị giới hạn khi đi vào trong lòng quần chúng. Còn các vị là những người cư sĩ, các vị nằm trong lòng quần chúng, các vị mới có thể chia sẻ Phật Pháp, và tự thân các vị đem giải thoát mới ảnh hưởng đến những người thân và những người sống gần mình, cho người ta có cái nhìn tích cực hơn về Phật Pháp, để cho người ta cần giác ngộ đi người ta tu hành. Một người giác ngộ được là một chúng sinh bớt khổ. Chúng ta cần phải rõ ràng trên con đường tu tập như vậy. Chứ tại sao chúng ta lại làm những cái chuyện mà để cho người trí đánh giá thấp về chúng ta? Chúng ta tu hành một cách lợp lạc như vậy, thậm chí đi chùa đem những chuyện mà bậy bạ kể với nhau, rồi có những người đó, ôi ở nhà an lạc hơn, đến chùa nhiều chuyện quá. Chúng ta tự làm cho người ta cảm thấy chán khi đến chùa, do những người thiếu tu đã làm cho những người khác bị mất bồ đề tâm, là các vị có tội. Một vài cái chuyện đó không đáng để cho chúng ta phải trở thành những cái tiêu đề nóng. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, những cái chuyện làm xàm như thế đó thì chúng ta đừng cần thiết phải bàn nhiều. Sanh tử đến nơi như lửa cháy đầu, bản thân mình không lo, mình lo chuyện người khác. Chết đến nơi cũng không lo, đi lo người khác. Tất cả những cái này tôi thấy làm những chuyện mà đâu đâu. Và chính vì vậy cho nên mới làm cho Phật Pháp chúng ta nó tối ngày nó loi nhoi hết chuyện này, loi nhoi tới chuyện kia, bởi những chuyện không đáng như vậy. Và chúng ta chưa có trầm tĩnh được với những cái đó thì đừng hòng trầm tĩnh với sanh tử,
đừng hòng trầm tĩnh với thắng thua giữa cuộc đời. Cái chuyện đó mà còn chưa làm chủ tâm được thì những chuyện dính dáng đến bản thân chúng ta, làm sao chúng ta an nhiên để trầm tĩnh để làm chủ được? Đừng có nói lừa mất công lắm ha. Chúng ta từng bao giờ làm chủ được với thị phi, làm chủ với những cái đó mà chúng ta trầm tĩnh, chúng ta thanh nhàn, chúng ta rộng lượng, chúng ta có nhìn bằng trí tuệ, hiểu sâu một vấn đề để đánh giá một cách chính xác mà không hời hợt, thì lúc đó chúng ta mới giỏi. Còn cái này chúng ta cuốn theo chiều gió, gió đâu cuốn theo nấy, nghe ai nói gì hùa theo cái nấy. Chúng ta quá nhẹ dạ, và là nhẹ dạ như vậy thì đối với bản thân chúng ta, thành bại với cuộc đời chúng ta, sanh tử với cuộc đời chúng ta, được mất với cuộc đời chúng ta, làm sao chúng ta an nhiên được? Khổ đau là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên những cái điều đó để trắc nghiệm cho cái tâm thức tu hành của chúng ta. Chúng ta mỗi lần có tu có học, chúng ta phải trắc nghiệm là những biến cố cuộc đời xảy ra, cái phản ứng, cái tâm thức của chúng ta như thế nào. Những được mất hơn thua giữa cuộc đời, cái tiếc rẻ, cái tiếc nuối, cái đố kỵ, cái sân si, cái cố chấp chúng ta còn được mất ở mức độ nào. Nếu chúng ta cảm thấy rằng mỗi một ngày mình tiến bộ lên dần một chút thì sự tu hành chúng ta có tiến bộ, có vận dụng được giáo lý để mà thanh lọc tâm hồn. Còn bằng không, chúng ta có tu hành mà đụng tới chuyện gì cũng nhảy nhảy như bao nhiêu người khác thì chúng ta không khác gì nhau. Rồi người ta cố chấp chỉ trích mỉa mai cái đó, rồi chúng ta là người đang tu, chúng ta cũng cố chấp mỉa mai chỉ trích như vậy, thì thôi nhà luôn đi, tu làm gì, cũng giống y chang vậy, chi mất công vậy. Cho nên tôi mong rằng Phật tử chúng ta là những hạt gạo cội, là những con người trung kiên để làm một cái thanh danh cho đạo pháp trong lòng quần chúng. Những dư luận cái chuyện không đáng trong xã hội, chúng ta đủ hiểu biết và bao dung để phân tích, để giải bài, để làm cho người ta nhẹ đi những quan niệm lệch lạc đó, là thậm chí chuyển hóa tâm thức được cho người ta, các vị mới xứng đáng. Chứ có đâu mà thiên hạ hữu hướng chùa nào chúng ta hùa theo chiều đó, mà chúng ta là người Phật tử đi chùa và học tu một cách bài bản như thế thì có xứng đáng là một người Phật tử nòi trong Phật giáo hay không? Nếu Phật tử chúng ta bền chắc với nhau trong một quan niệm nhận thức đúng đắn như vậy, đố ai có thể phá hủy được Phật giáo chúng ta, đố ai có thể xâm soi được Phật giáo chúng ta. Tại chúng ta quá dễ dàng cho người khác, chúng ta không có một thật tâm đoàn kết nhau trong một tổ chức. Đó là cái chúng ta rất là tạo cơ hội cho một người khác phá hoại tổ chức của chúng ta. Có những người được tân bốc, người này họ tân bốc người này để họ mượn bàn đạp, họ tấn công người kia mà chúng ta mắc bẫy, chúng ta không biết. Được bà giỏi lắm, bà là người đáng tin cậy nghe, mà thấy không, còn người đó vậy 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 vậy, đang được tân bốc nở mũi cho tôi như cái tô rồi, thành ra không biết gì chân che bít mắt rồi, thành ra ai nói gì đúng rồi đó, tôi thân của tôi cũng thấy vậy đó, tôi cũng thấy vậy. Không làm chủ được khen chê với mình, nó khen không biết nó khen thật hay giả, để người ta mượn mình làm bàn đạp để tấn công người khác mà mình lại cũng nghe theo, quá ư là dễ dàng như vậy. Phải có trí tuệ, phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác trong tất cả các điều này. Về tu học là mình phải hiểu nhau, bảo vệ một tổ chức. Những kẻ xấu lèn lỏi nói tầm bậy tầm bạ, bóp cái miệng nó lại, vô chùa không có thị phi, không? Vô chùa đừng có nói thị phi, tu được thì tu, tu không được đi chỗ khác, đừng có về đây mà càm ràm. Tại sao bao nhiêu người ta tu được mình càm ràm? Thế này thế khác. Mình đừng có tạo cái cớ cho những kẻ dở hơi lộng hành. Các vị phải như vậy chứ. Cho nên một tổ chức mà thấy bền vững phát triển tốt đẹp là tổ chức đó có tu học tốt. Các vị tu học tốt, các vị hiểu biết, các vị có rộng lòng, các vị có chánh niệm, các vị có bảo vệ tốt với nhau mới giữ được những tập thể tu hành lâu dài như thế này. Còn nói thật với các vị, không hiểu biết được chuyện này, những Phật tử cũng không khéo tu, mà cái sự tổ chức cũng không khéo quản lý, thì 200 người thôi, trong thời gian chưa đầy 3 tháng nó sẽ banh một cái tổ chức đó, chứ đừng nói là đông như thế này nữa. Các vị phải biết nó là như vậy. Cho nên tôi không muốn Phật giáo chúng ta lại trở nên một cái nạn nhân của những kẻ xấu như vậy. Một cái kẻ xấu không ra gì mà nó phá hoại một tập thể, vậy là chúng ta là một cái tập thể thế này, nó lại nhẹ ký hơn một cái kẻ tầm thường như vậy sao? Không, dễ dàng bị thối bồ đề tâm bởi những kẻ không ra gì vậy sao? Dễ dàng bỏ chùa bỏ nơi tu học bởi những kẻ càn dở trong thiên hạ vậy sao?
Vậy chúng ta nhẹ thể, nhẹ ký và hiểu biết chúng ta cạn mỏng dữ như vậy. Do đâu? Do cái sự thiếu tu học mà ra, do bằng tín ngưỡng mà ra, do một sự tu học cố chấp mà ra. Và cái này, một số người tu học khắc khe với bản thân mình, đem đó ra như một cái chồng, chồng hết tất cả mọi người, chê người này, phỉ báng người kia, chê bai người nọ. Thật ra mình làm ép mình khắc khổ để mình đem đi bài bán thiên hạ. Cái kẻ đó không có tu hành gì cả, kẻ đó là kẻ phá hoại đó, làm tướng mà phá hoại á. Mình tu mình có giải thoát hay không mình tự biết. Giống như uống nước nóng lạnh tự biết, mà không cần phải phô bày. Người có an lạc giải thoát tự tại lắm, không cần nói, nhưng mà họ tự tại trong cuộc đời, trong hành động. Mỗi hành động đều cao thượng, mỗi hành động đều bảo vệ chánh pháp, mỗi hành động đều đúng đường hết á. Còn có người thấy tu cho dữ mà cuối cùng đi thị phi tùm lum tà la, chống bán cái này tùm lum tà la, phải xét lại. Thậm chí đưa người đó lên chợ quán đo cái đầu coi có vấn đề không? Không, phải là rất rõ ràng như vậy nha các vị. Cho nên trong cái bài giảng học và tu, hay là nói thẳng ra một từ nôm na là tu học, để gửi gắm những thông điệp này đến tất cả các vị như một lời nhắn nhủ, tôi góp một phần thôi. Chư Tôn Hòa Thượng, quý thầy đã giải dỗ cho tất cả các vị rất là bài bản rồi. Tôi góp ý thêm một phần, như thêm một chút củi vào lửa. Để chi vậy? Để giúp cho các vị có đầy đủ niềm tin và tinh tấn trên con đường tu học. Sự tinh tấn bằng một cách rất đúng pháp, để sự nỗ lực của chúng ta không phí phạm với cuộc đời của chúng ta, để đem lại một con người hiểu biết Phật Pháp một cách chân chính, để góp phần phát triển đạo Pháp ngày càng hưng vượng, và đồng thời để góp phần làm cho trang nghiêm thân tâm của các vị, để tất cả những hạt giống thanh tịnh, những hạt giống tu hành đúng pháp này giúp bồ đề tâm của chúng ta được viên mãn trong đời này đến đời sau. Chúc các vị tu hành tinh tấn và nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên đại đức thượng sư, hôm nay là pháp cô các quan đại chúng lần thứ 59 đại hội đàn của giáo hội. Chúng con hội đủ duyên lành được luôn nhờ sự từ của giáo hội, mới nghe được những lời pháp ngọt ngào chân thành từ đại đức thượng sư, làm chúng con chẳng đi vô tư bất đi mọi sự, áp sáng điều chân của chúng con đối với chúng pháp của Phật đàn. Đại đức đến đây với tất cả lòng từ mừng để ban bố pháp của Phật đàn chúng con được thọ tu học. Chúng con nguyện ghi nhớ cùng hành những lời dạy của đại đức thượng sư. Trước khi cung điện đại đức thượng sư hồi quy mọi sự, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức thượng sư được phát hiện tính năng người đang thường chiếu Phật sự liên hành. Còn để đạo hàng của vị chúng con xin hầu hành lễ cúng dường của chúng con. Hai các vị lễ Phật đi ha. A Di Đà Phật, mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn cứ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm,
tài chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua cho